Heya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Và chào mừng mọi người đến với tập Q&A đầu tiên của Spyroom. Cũng đã hơn 7 tháng rồi, kể từ ngày mà kênh YouTube của Spyroom đã bắt đầu ra mắt. Và chúng mình đã đạt được 87.000 subscriber. Và mình rất cảm ơn sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ của mọi người dành cho chúng mình trong suốt thời gian vừa qua. Thế nên là mình nghĩ là cũng nên bắt đầu làm những cái tập Q&A giải đáp thắc mắc cho mọi người về chúng mình là ai, chúng mình làm những gì, hay là những cái câu hỏi của các bạn mà hay các bạn hay hỏi trên phần bình luận ấy, thì chúng mình cũng sẽ cố gắng lọc ra những cái câu hỏi mà chúng mình có thể trả lời được thì chúng mình sẽ trả lời. Và trong tập đầu tiên này, mình quyết định chọn chủ đề về âm nhạc trước đã, bởi vì cũng rất nhiều bạn các bạn ấy hỏi về nhạc mà Spyroom hay dùng. Mà bọn mình thực sự là bọn mình không thể nào mà cứ từng bình luận mà đi tìm nhạc, tìm tên xong rồi là trả lời như thế, nó sẽ rất là mất thời gian. Thế nên là chi bằng là mình làm hẳn ra một cái video để đến khi mà các bạn hỏi mình sẽ gửi, cứ gửi thôi. Vì thực ra này cũng nhiều bài nhạc mà chúng mình cũng dùng lại ấy. Thế nên là mình nghĩ như thế nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. À ok, nói qua và biến qua một chút vậy thôi. Và cái phần đầu tiên này sẽ là nhạc piano, bởi vì chúng mình sử dụng rất nhiều nền nhạc bằng piano. Và thực ra thì nhạc piano mình thấy rất là hay. Các bạn có thể nghe mọi lúc mọi nơi ấy. Kiểu khi nào các bạn thấy đang cần thư giãn các bạn có thể nghe, khi nào các bạn cần sự tập trung khi mà đang học hay làm việc các bạn cũng có thể nghe, hay là lúc mà các bạn cần đi ngủ thì hoàn toàn các bạn có thể nghe nhạc piano được. Kể cả khi mà mình kiểu đau đầu hay là ốm đau gì đấy, khi mình nghe nhạc piano vào mình cũng cảm thấy người nó khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Đó. Mình rất mong là Spyroom, nhạc nhện của chúng mình sẽ luôn luôn có thể ở bên bạn mọi lúc mọi nơi. Thực ra thì tất cả những cái bài viết của tác giả, đương nhiên như mọi người thấy là cũng sẽ có cái đúng, có cái sai. Bởi vì chúng mình cũng đang học hỏi mà. Chúng mình hãy cùng nhau học hỏi, cùng nhau tốt lên nhé. Và cũng nhớ rằng là bây giờ đang mùa dịch, cũng bắt đầu bùng dịch rồi, mọi người hãy cố gắng để ý, chú ý sức khỏe hơn. Nhớ cái app Blue Zone để có thể bảo vệ mình an toàn hơn nhé. Ok, chúng mình cứ bắt đầu thôi.
Thank you.